Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Công ty Auto. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì Công ty Auto sẽ giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe được mệnh danh là nồi đồng có đá, một mẫu xe 5 chỗ ngồi và tại Việt Nam thương hiệu Nhật Bản của Toyota, đó là Toyota Vios bản E, một chiếc xe sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng, số sàn 1.5, nội ngoại thất thì khá là ổn. Nói chung là so với cái tầm giá như thế này thì quá là ổn rồi. Đề giá là 272 triệu đồng nhưng ở đây em bán vô giá, mọi người cứ đến trả giá chắc chắn sẽ chỉ hơn 200 triệu nhưng không bao giờ quá đến 250 triệu. Vâng, Toyota Vios bản E sản xuất năm 2010, máy xăng số sàn 5 chỗ ngồi, cực kỳ là đầm chắc, đi thì cực kỳ êm, và riêng máy của con này thì đảm bảo cho các bạn là không bao giờ phải suy nghĩ luôn. Vâng, bây giờ thì em sẽ đi quay chi tiết cho quý vị các bạn về chiếc xe này, một chiếc xe khá là đẹp. Vâng, một chiếc xe màu đen, nội ngoại thất thì khá là ổn luôn. Ngoại thất màu đen sơn si bóng lừ. Nói chung là giờ nếu quý vị các bạn mua thì em sẽ sử dụng cana đánh lại cho quý vị các bạn để làm sao cho bóng lộn lên như mới. Còn bây giờ thì xe để cũng khá là lâu ở nhà chủ cũ, bây giờ bọn em mua lại thì hiện trạng là như thế này. Biển 17A15713, zin chủ luôn nhé quý vị nhé. Chủ giấy tờ các thứ đầy đủ luôn. Một chiếc xe khá là ổn. Vâng, Toyota Vios bản E sản xuất năm 2010. Vành la răng thì là vành la răng 12 chấu nguyên bản theo xe, phanh đĩa kết hợp trên cả 4 bánh và phanh ABS an toàn. Ngoại thất thì quá ổn rồi. Với những người trung tuổi hoặc là những người sử dụng những cái tông xe trung tính thì đây là một lựa chọn cực kỳ hoàn hảo. 4 bánh lốp vẫn còn tương đối khá là mới. Con này thì em vừa mới rửa xong nên là mọi người cũng thông cảm là chỗ loang chỗ lổ. Vâng, chính tay em rửa luôn ạ chứ không phải ra quán nhá. Đây, tay em vẫn còn mượt đấy ạ. Vâng, sử dụng vành 15 inch trên cả 4 bánh và lốp 185 tỷ lệ 60. Đi thì cực kỳ là êm, chắc. Và riêng phần cua lốp của con xe này thì không phải nghĩ luôn. Cua lốp cũng khá là ổn, không có dấu hiệu rách gì cả. Giảm sóc, giảm sức các thứ, giảm chấn là ok. Khi mà đi trên đường sóc, đảm bảo quý vị các bạn không phải nghĩ đến cái chuyện lọc cọc hay là lục cục gì cả. Xe rất là êm. Và riêng phần máy thì đảm bảo cho quý vị các bạn luôn, máy chạy cực kỳ êm luôn. Vâng, êm như chó thở luôn ạ. Vâng, quý vị các bạn có thể nhìn phần đèn của chiếc xe thì khá là sáng. Đèn sử dụng đèn halogen, form dáng 2010 nên cực kỳ sáng luôn. Đèn gầm cũng tương tự. Mẫu xe này là được mệnh danh nồi đồng cối đá thì mọi người biết rồi đấy. Tất cả những thiết bị, những phụ kiện ở trên xe được lắp rất là cẩn thận và lắp rất là chắc chắn, chứ không có lắp ẩu. Nên là tất cả các đồ của chiếc xe thì khá là tuyệt vời luôn. Và xi nhan kết hợp trên tay gương nha quý vị nhá. Xi nhan kết hợp trên tay gương. Em bật luôn phần xi nhan cho mọi người xem. Đó, đèn đóm đầy đủ luôn. Tất cả các chức năng vẫn còn hoạt động khá là bình thường. Vâng, tiếp theo là phần cửa kính. Cửa kính thì đóng mở khá là êm khít. Em vừa mới hạ kính xuống và bây giờ là bấm kính lên. Kính là một chạm. Vâng, đấy quý vị các bạn có thể nhìn. Kính đóng mở khá là êm khít luôn trên cả 4 cánh nhá. Vâng, đó, kính đóng mở bình thường luôn quý vị và các bạn ạ. Vâng, xe hoạt động vẫn còn rất là tốt. Đó, chủ nhân cũ do là để quá lâu xe ở ngoài trời nắng nên là rất là sốt xe nên đã để lại cho chúng em. Nên là chúng em cũng phải mua vội một chiếc xe chủ nhân rất là tin tưởng luôn. Người ta dặn rằng là những ai mà đi sau thì nhớ dặn người ta cẩn thận và chăm sóc xe, do là chủ nhân cũ không thể chăm sóc được nữa thế nên là đã để lại. Đấy, mọi người có thể nhìn tapi khá là sạch sẽ luôn, rất là đẹp đẽ. Và riêng phần ốc ác ở các cái cánh cửa thì mọi người có thể nhìn ạ. Đấy, rất là đẹp, ốc ác zin đẹp luôn. Vâng, cánh cửa thì đóng mở khá là êm khít, tapi sạch sẽ. Đấy, không có khoan khung khủng gì cả. Đấy, không khoan đục luôn. Đấy, cửa kéo kính lên thì vẫn ok, các nút bấm thì tuyệt vời. Nội thất ghế da, đấy mọi người có thể nhìn nhá, ghế da rất là mới luôn. Ghế da mới tương đối và trần nỉ thì đã được bọc ni lông khá là sạch sẽ rồi. Đấy, hệ thống loa của chiếc xe có hai loa ở đằng sau. Âm thanh thì nghe rất là trầm, ấm, rất là khỏe. Tiếng đanh rất là ok. Nói chung là không phải là dòng loa xịn nhưng đây cũng là một hệ thống loa mình cũng phải nghiên cứu. Lốp đằng sau thì sử dụng lốp cum hô.
của chuyên về xe tải rồi. Vâng, nói chung là cũng chủ nhân cũng có sao, để vậy thì em cứ giữ vậy thôi. Vâng, đấy mọi người có thể nhìn đấy, phanh đĩa đấy, han dỉ, nghĩa là đi rất là ít nhá, không bóng lừ như những cái dòng xe mà đang đi nhiều. Vâng, chiếc xe để lâu rồi ạ. Vâng, nói chung là chiếc xe quá là tuyệt vời rồi. Mua về chỉ tân trang chỉnh sửa đi một chút thôi là rất ok. Vâng, với giá thành chỉ hơn 200 triệu đồng một chút thì đây là một mẫu xe lựa chọn xứng tầm. Những ai mà gia đình 5 người ngồi thì chiếc xe này đi lại thì quá thoải mái rồi. Đây mọi người có thể nhìn là riêng phần keo chỉ của chiếc xe ở phía đằng nắp cấp cốp đây. Đó, keo chỉ không phải nghĩ ngợi luôn. Khá là đẹp, khá là tương đối luôn. Đấy, không mất một phân ly nào luôn nhá, nghĩa là không có đâm móp miếc gì cả. Vâng, và răng thì sao? Răng này để lâu nó bị bám bụi rồi, cũng bẩn nhưng không sao. Mọi người có thể nhìn thấy, vẫn nhìn thấy các phần ốc hàn ạ. Vâng, nói chung là cũng hơi bẩn, để bụi nhiều quá. Vâng, do để ngoài trời nắng nên mọi người cũng thông cảm. Vâng, còn trong phần cốp thì khá là sạch sẽ. Phần cốp là phần không quan hệ gì với bên ngoài nhiều nên là khá sạch sẽ. Lốp vẫn còn nguyên logo của nhà sản xuất đây. À, lốp mới tinh luôn nha quý vị nhá. Và logo Toyota kìa. Đó, rất là mới, nguyên zin luôn. Lốp cũng là 85 tỷ lệ 60, vành 15. Đấy, và các cái phần lót giảm chấn thì ở xung quanh đây lắp đầy đủ. Con này là bị thiếu đồ rồi, con này thiếu đồ tháo mở rồi. Những ai mua chiếc xe này thì bên em khuyến mại luôn đồ tháo mở. Lắp lốp sơ cua, không biết là sao lại thiếu không biết. Đấy, một chiếc xe đẹp, một chiếc xe biển 17A15713 zin chủ luôn nhé quý vị nhá. Vâng, đèn đóm các thứ thì hoạt động bình thường, vẫn đầy đủ luôn ạ. Vâng, tiếp theo là lốp ở bên phía bên này, mọi người cũng có thể nhìn là lốp cũng tương đối khá là mới. Nói chung là với lốp này thì mình có thể đi được 2-3 năm thoải mái luôn. Và 2-3 năm thì nếu mà để như thế kia thì có mà chục năm cũng không sao. Mọi người nhìn kỹ ạ. Vâng, phần cua lốp thì khá là ổn. Vâng, chỗ này thì hơi mục một tí thôi, để lâu quá. Vâng, phần tappy bên cánh cửa bên này thì cũng tương đối khá là mới. Đó, tappy khá là sạch sẽ luôn. Và riêng phần keo chỉ thì không mất một chút nào luôn. Keo chỉ bên này rồi. Vâng, một chiếc xe cũng khá là ổn ạ. Con máy này chạy cực kỳ êm luôn. Từ nãy giờ chạy đấy nhưng mà gần như là không nghe thấy gì luôn ạ. Vâng, còn tappy bên này cũng khá là ổn. Và keo chỉ bên này thì không mất một chút nào. Đoạn này dính một tí rồi, chắc là khả năng là do mở ra đóng vào. Còn các cái phần gioăng này đây, mọi người có thể nhìn ạ. Vâng, cũng khá là ổn. Nội thất bên trong của chiếc xe thì cũng tương đối khá là giản dị. Vâng, gồm có điều hòa điều chỉnh quạt gió, thì các cái chế độ bình thường như bao con xe khác. Con này thì đặc biệt là có túi khí cho cả người lái, người ngồi nhá quý vị nhá. Vâng, cửa đóng mở thì khá là êm khít luôn. Và bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong khoang lái để cho mọi người xem và cảm nhận chiếc Vios bản E này như thế nào. Vâng, mọi người có thể nhìn là phần vô lăng là có biểu hiện là túi khí SRS FS trên vô lăng, cũng như là túi khí cho người ngồi bên cạnh. Và đồng hồ hiển thị thì đây, mọi người có thể nhìn ạ. Vâng, cụm đồng hồ hiển thị thì cũng hơi tối tăm một chút. Vâng, em bật đèn sáng đêm nè. Đó, bật đèn ban đêm thì sẽ thấy đồng hồ hiển thị lên. Nói chung là cái dòng này, cái chỗ hiển thị đồng hồ là hơi bị tối. Vâng, em cũng có điểm trừ cho cái đấy. Tiếp theo là phần đầu đĩa DVD. Thì đầu đĩa DVD thì vẫn hoạt động bình thường. Có điều là đấy, vẫn còn logo này nè. Vâng, đấy quý vị các bạn có thể nhìn đầu đĩa DVD cảm ứng kết hợp cam lùi, rất là tiện lợi luôn. Vâng, và đây em thử cài số lùi ra mà lâu chạy thế nào. Nói chung là chủ nhân cũ phải bán đi là cũng đúng thôi, giữ lâu làm gì. Vâng, chưa thấy hoạt động gì cả. Những ai mà đến xem xe, em sẽ đảm bảo cái này sẽ hoạt động bình thường. Còn tiếp theo là phần núm điều chỉnh điều hòa, thì tất cả các cái này vẫn hoạt động rất là ok nhá. Đấy, quạt gió lên này ạ. Vâng, quạt gió lên luôn, cũng kêu khá là to, ổn. Nhưng mà máy thì động cơ thì chạy cực kỳ êm. Nói chung là em kết cái động cơ của con này, bền bỉ, Toyota bền bỉ, động cơ rẻ tiền, bền bỉ mà thương hiệu Nhật Bản nữa quý vị ạ. Vâng, tay nắm cần số thì cũng tương đối. Và tay phanh. Bây giờ thì em sẽ đi mở cốp xe để cho mọi người xem lắp capo.
để cho mọi người xem là chiếc xe như thế nào nhá. Anh An ơi, con đấy anh đi à? Ê, có khả năng cứ để chìa tí em quay con đấy. Vâng, thưa quý vị các bạn, một cái động cơ mà để được đến cũng vài năm mà không đi lại thì nó cũng hơi bẩn bẩn như thế này. Vâng, nói chung là bây giờ thì em sẽ kiểm nghiệm cho quý vị các bạn xem là như thế nào nhá. Và sau khi chống động cơ lên rồi, nắp cabo lên rồi thì chúng ta kiểm tra phần keo chỉ. Xem nào, phần keo chỉ zin của chiếc xe thì như thế nào. Úi rồi ôi, cái chỗ này nó bị co lại rồi. Nhưng mà co thì còn hơn là làm lại. Vâng. Đó 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 đó, mọi người nhìn kỹ phần keo chỉ nhá. Keo chỉ nói chung chỗ này không có vấn đề gì cả. Rồi, keo chỉ ok. Tiếp theo là phần ốc, ốc chưa tháo mở này, ốc chưa tháo mở. Và bây giờ là nhìn đến phần răng. Răng thì nói chung là cũng hơi bẩn bẩn. Tạm chấp nhận được, một chiếc xe hơn 200 triệu một chút thôi. Mình không thể so sánh với một chiếc xe trên 300 hoặc là nhiều hơn nữa. Và như thế này là quá ổn rồi. Đảm bảo là không đâm va nặng và không có ngập nước. Máy chạy này thì máy chạy rất là êm luôn. Em mở luôn cái phần hơi ra xem nào. Ui dồi căng, con này phải vặn bằng kim rồi, để lâu quá. Đây này mọi người nhìn này, ốc này còn nguyên đây này. Ốc còn nguyên chưa tháo này, than dỉ hết rồi. Đấy, để lâu quá nó thế ạ. Vâng, một chiếc xe để lâu thì những ai mà am hiểu xe thì chắc chắn là sẽ thích cái xe này. Dầu mỡ, dầu mỡ cũng tạm được, không có hơi thừa. Nếu có hơi thừa thì đây nó đã phải phọt lên rồi. Vâng, một chiếc xe nó khá là tương đối luôn. Và các cái phần răng đây mọi người có nhìn, ốc ác tròn đều luôn. Không gian chỗ này cũng khá là bẩn, nhưng mà thôi, đấy, có sao thì để vậy. Xe như thế, quý vị các bạn đến cứ dè vào những cái chỗ này mà giảm giá xe em. Không phải nghĩ ngợi gì cả, riêng xe này em bán vô giá luôn, mọi người không phải lo. Vâng, một chiếc xe nồi đồng cối đá, một chiếc xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, 5 chỗ ngồi, Toyota Vios bản E xịn nhá quý vị nhá. Sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 1.5, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu thụ chỉ từ 5,5 đến 7,5 lít trên 100 cây đối với ai đi ổn định. Và những ai mà không biết đi thì chắc chắn thì cũng chỉ lên đến 7,5 lít trên 100 thôi. Mọi người cứ yên tâm. Vâng, một chiếc xe giá chỉ có hơn 200 triệu đồng một chút thôi mà được như thế này thì quá là tuyệt vời rồi. Vậy những ai quan tâm đến mẫu xe này thì cứ alo cho cửa hàng em. Em sẽ hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Và trước sau đó thì em cũng xin chào quý vị các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn có một ngày vui vẻ và chọn cho mình được chiếc xe ưng ý nhất. Và riêng em chiếc xe này tuy như thế này thôi, nhưng mà khi mọi người trả giá đảm bảo mọi người sẽ rất ngây về giá của nó. Xin cảm ơn, xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video lần sau. Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.